sống thật cao, xương bích, bền chắc và uốn cong dẻo, sử dụng cho những công trình có độ khó cao. Khối lượng tấm nhẹ hơn 10% so với tấm thông thường, nắn vết êm, cắt tấm mượt. Nhà thi công, bền công trình, chọn chằng thạch cao, Vĩnh Tường chưa bền ích.